Thưa quý khán giả, từ ngày 3 tháng 6 vừa qua thì xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống không kinh doanh vận tải khi hết hạn kiểm định sẽ được tự động giãn chu kỳ thêm 6 tháng. Chủ xe không phải đưa phương tiện đi kiểm định như trước đây. Và đây là một trong những giải pháp để khắc phục tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm, cải cách thủ tục hành chính trong đăng kiểm và giảm bớt phiền hà cho người dân. Ghi nhận sau thời gian đầu thực hiện quy định mới này tại thành phố Cần Thơ. Nếu như trước đây, xe từ 9 chỗ trở xuống không sử dụng vào kinh doanh vận tải, 3 tháng phải đăng kiểm kỹ thuật, thì nay theo thông tư số 08 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải, loại phương tiện này được giãn chu kỳ kiểm định. Rất là thoải mái, tại vì khi mà hồi trước mình đăng kiểm, ví dụ xe lâu, cái đời nó lâu thì được 3 tháng, bây giờ được 6 tháng. Thì giữa cái chuyện làm ăn của mình nó rất là thuận tiện, khi mà mình cũng có thời gian để mình làm ăn, rồi tới khi mà đó 3 tháng thì nó rất gần, nhưng mà được nó xa ra 6 tháng thì nó rất là cũng mừng cho chỗ đó vậy. Giãn chu kỳ kiểm định, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố giải quyết được tình trạng ùn ứ. Từ 3 tháng 6 tới bây giờ thì cái chu kỳ của những chiếc xe con á, nó tự gia hạn được thêm 6 tháng nữa thì nó cũng đỡ ùn tắc hơn. Thì những cái xe hiện tại bây giờ thì trạm cũng đã ngưng phát phiếu, thì cũng khi mà chủ xe đến trong ngày thì sẽ cũng đã xử lý được hết trong ngày. Nhà nước đang có một cái chủ trương để giảm cái chu kỳ kiểm định cho những cái xe mà cá thể cá nhân, tạo điều kiện cho nhân dân cũng đỡ vất vả. Giảm xuống 6 tháng thì rất là tiện. Ai cũng đồng tình vậy thì có lợi ích thì ai cũng đồng tình hết à. Vậy mình khỏi phải đi tới lui nhiều lần vậy đó. Để hỗ trợ các chủ phương tiện, các trung tâm đăng kiểm đã tạo phần mềm tự động xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận tem đăng kiểm cho phương tiện. Để gia hạn cái chu kỳ kiểm định theo cái thông tư và hướng dẫn cho chủ phương tiện biết là cái trang web để gia hạn cho chủ phương tiện, để chủ phương tiện cập nhật và về nhà mà tự gia hạn và đã in ra cái chu kỳ của mình, hoặc là tự kiểm tra. Nếu một số chủ phương tiện mà không biết cách kiểm tra cái xe, cái phương tiện của mình có được gia hạn hay không thì tụi tôi sẽ tính dùm theo cái loại phương tiện đó là có được gia hạn chu kỳ kiểm định hay không, và thông báo cho người ta, cho chủ phương tiện về nhà thì sẽ tra cứu và in ra để sử dụng. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả nước sẽ có gần 2 triệu xe ô tô từ 4 đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng. Trong đó, thành phố Cần Thơ có khoảng 16.000 xe. Việc này sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị đăng kiểm tập trung nhân lực và cơ sở vật chất để phục vụ kiểm định các loại xe ô tô khác, đáp ứng nhanh và hiệu quả công tác đăng kiểm kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ.